Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những cái sản phẩm mới về bên em nhé. Đây, cái lô 7 bộ và bọc đề can hôm qua em bán hết rồi, bán hết ngày chiều hôm qua rồi. Thì hôm nay em lại tiếp tục dọn được ra 8 bộ. Đấy, 8 bộ dòng mic bãi. Đấy, đây là ruột gan của nó đây. Đấy, mic này là thương hiệu là N328. Đấy, hình thức đầu thu thì còn rất là đẹp, rất là mới nhé. Đấy, những cái sần sùi này là của ni lông này, em không lột ra nhé, các bác về các bác tự lột ra cũng được, các bác để nguyên lại cũng được. Đấy, lột ra phát là nó đây, những cái này em lột ra phát là nó mới tinh luôn. Nội thất thì đầu thu rất là đẹp. Đây là nội thất của đầu thu của nó nhé, tất cả những cái keo cái đổ này là còn zin nguyên bản hết. Đấy, chưa có sửa chữa một cái gì cả. Dòng này thì sóng bằng dòng Bayer bị tím thôi các bác nhé. Đấy, sóng bằng dòng Bayer thôi. Và cũng có Canon 6 ly. Đấy, dòng này tốt nhất là các bác mua về sử dụng gia đình ấy. Đấy, mua về sử dụng trong gia đình hoặc là phòng hát. Chứ còn nếu mà xô chậu thì không hợp nhé. Xô chậu thì các bác nên mua những cái loại mà chuyên dành cho xô chậu. Thế những cái bác mà đi làm xô chậu thì đừng có kiểu là mua một công đôi việc, mua những cái dòng mà nó lại vừa gia đình vừa ấy đấy, thì cái sóng của nó không được ổn định bằng những cái dòng chuyên cho sự kiện được. Đấy, làm sự kiện thì tốt nhất là cứ phải tập trung vào sóng là phần quan trọng nhất. Còn về cái chất âm thì anh em mình có thể thay cái con mic khác, bây giờ tất cả những cái hãng nó đều bán con mic rời rất là tiện. Đấy, còn dòng này thì các bác nào mua về sử dụng gia đình rất là hợp. Trước khi giới thiệu chi tiết thì em xin báo luôn cái giá cực kỳ đẹp luôn, 1.200.000 các bác nhé, 1.200.000. Bao ship và tặng đầy đủ dây giắc chống lăn cho các bác. Đấy, vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng bình thường. Tay mic thì em đã bọc dán hết vào rồi. Bọc dán hết vào rồi, nhìn rất là đẹp. Và cái lô này em cách đây cũng khá lâu rồi đấy, để ở nhà khá lâu rồi. Tại vì trước là đây cái côn zin nguyên bản nó là côn này, cũng là côn Bayer nhưng mà đây là côn đời đầu của Bayer nhé. Đấy, tiếng của nó không thể hay bằng những cái côn này được. Thì cái đợt trước em có bán rồi nhưng mà đợt đấy là hết côn Bayer, em không thay vào được nữa. Thế là không, em dừng lại không bán đấy. Tại vì mic của nhà em lúc nào cũng rất là nhiều, lô này chưa hết thì lô khác đã về liên tục. Thế là những cái lô nào mà em không thích bán ấy, thì em có thể để lại 1-2 năm sau em bán tiếp cũng được. Đấy, không ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, thì cái lô này cũng để khá lâu rồi. Đấy, bây giờ cái côn mic nó về nó sẵn hàng thì em bỏ hết cái côn cũ đi. Bỏ hết cái côn cũ đi. Mặc dù những cái côn cũ này vẫn dùng bình thường nhé, không méo tiếng, không lệch tiếng gì hết. Đấy. Nhưng mà tiếng của nó không thể hay bằng những cái dòng côn Bayer này được, tại vì những cái thời mà những cái lúc mà người ta sử dụng cái côn này thì cái côn này nó chưa ra đời đấy. Lô này em thay toàn bộ côn mic Bayer cho các bác hết đấy, để cho các bác hát gọi là nhẹ nhất sướng nhất. Giá thành thì rất là hợp lý nhé, 1.200.000. Bác nào mà đang có nhu cầu mà hôm qua là chưa kịp mua những cái bộ mic 1.3 kia thì hôm nay có thể tham khảo dòng này nhé. Đấy, chụp mic này nó vừa với dòng mic Bayer. Thế là em tìm lại những cái chụp mic của Bayer mà cũ, em chọn những cái đẹp nhất của những cái dòng Bayer bãi em lắp vào đây. Đấy, tính như các bác giá 1.2 triệu. Còn bác nào mà thích đẹp hơn một chút, sạch sẽ một chút thì đây, có thể mua thêm một cái đôi chụp Bayer mới. Thì mua thêm chụp một đôi chụp này giá là 100.000. 100.000 thì sẽ thành là đây, ví dụ như cái bộ này thay được chụp mới sẽ thành 1.300.000. Đấy là tùy các bác lựa chọn nhé. Còn tuy nhiên thì những cái mà chụp bãi này cũng rất là ok rồi, không có rách nát gì cả. Đấy, không rách tí nào cả. Thay côn Bayer này vào hát tiếng rất là nhẹ, rất là ok. Em sẽ thử tiếng luôn cho các bác xem. Alo, 1 2 1 2 3 4 5 6 7. 1 2. Đấy, nói chung là em phục vụ các bác là hết mức có thể luôn. Đọc một cái cặp côn này các bác đi mua đã tầm rơi vào tầm 200, hơn 200 nghìn một chút rồi. Đấy, cái tiền cước vận chuyển cứ coi như gọi là 100 nghìn nữa đi. Đấy là 300, gọi là tiền cước với lại dây giác phụ kiện đấy, tầm 100 nữa là gọi là đã hơn 300 rồi. Đấy thì trừ đi cái bộ mic này của bác mấy trăm nghìn, còn hai tay mic ngon lành thì coi như là bằng các bác mua hai cái mic dây thôi. Đấy. Rồi bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Đối với những khách hàng mà mua lần đầu thì vui lòng cọc giúp em 100.000 tiền cước nhé. Đấy, vui lòng cọc giúp em 100.000 tiền cước. Anh em gọi là đừng có khó khăn cho cái việc cọc kèo, tại vì cái thời gian mà các bác đi mua cái thẻ điện thoại ấy, nó nhanh hơn cái thời gian mà em test hàng
em kiểm tra hàng, em đóng hàng rất là nhiều. Đấy. Rồi, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.